Chào tất cả mọi người, hiện tại là 11 giờ trưa thì đang đi trên sân thượng của vườn Thượng Nguyễn Ecoline. Trời nắng quá nắng luôn. Nhưng mà đổi lại mình là view cảnh thì không thể chê vào đâu được nha. Mọi người có thấy không ạ? Tuyệt vời không? Đi nhiều lần rồi đó, vẫn rất là thích. Hiện tại ngoài Ecoline này, đặc điểm là có vườn Thượng Nguyễn xanh mát ở trên này, khách hàng có thể tập thể dục, tận hưởng BBQ cùng gia đình, ngắm cảnh ha. Ở trên sân thượng thì chính sách bán hàng hiện tại cũng đang rất là tốt và ở mức giá khá là phù hợp nha. Hai căn hai phòng ngủ mình hiện tại từ cái chiếc khấu ra mình tầm khoảng 1.3 tỷ đến 1.5 tỷ. Tây Bắc thì rẻ hơn đó, 1.3 tỷ, Đông Nam thì tầm khoảng 1.4-1.50 tỷ. Căn ba ngủ của mình tầm khoảng 1.8-1.9 tỷ nha. Diện tích 82 m². Đây. Thì khách hàng nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Thi với số điện thoại 0902088277. Đó. Chắc sau đợt này da mình đen quá. Hai. À ngoài Ecoline ra thì Thi còn phân phối nhiều dự án khác nữa nha. Hiện tại thì có thể phân phối đang phân phối dự án của Phú Tài Residence này, Phú Tài Centraline, Antara và đặc biệt là The Selling, một dự án có vị trí rất là đẹp ở ba mặt tiền chính ngay sau lưng Copmark của mình ạ. Giá ở đó thì hơi cao xíu, 37 triệu dành cho mặt Tây Bắc và hiện tại là 52 triệu dành cho mặt Đông Nam. Nhưng mà ở đó thì có 5 tầng tiện ích luôn. Chung cư bên đó thì thuộc cái phân khúc khác. Hello. Mọi người ngắm lại một lần nữa nha.